皆さんこんにちは。今日はまた第43課の文法を、説明していきたいと思います。Vâng, xin chào mọi người. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục vào tự pháp của bài số 43 trong trình Minna sơ cấp 2. Bài 43 của chúng ta ngày hôm nay sẽ học về cấu trúc ngữ pháp liên quan tới gì đây ạ? À, そうです. そう và về てきます. いいですか? Và cách sử dụng của chúng như thế nào? Thì sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi chi tiết từng phần một. いいですか, 皆さん? Hãy 行きましょう. Cấu trúc ngữ pháp đầu tiên là chúng ta đi vào cái dạng liên quan đến động từ trước, được không ạ? Động từ trước. Đầu tiên là dạng động từ ở thể mát sự, được không ạ? Dạng động từ ở thể mát sự, các bạn bỏ mát sự đi, nè, các bạn bỏ mát sự đi. Sau đó các bạn cộng với cả gì đấy? そうです hoặc そうだ, いいですか? Rất đơn giản rồi, đúng không ạ? Động từ thể mát sự, các bạn bỏ mát sự đi, sau đó cộng với そう. Và cộng với đề sự là kết thúc câu hoặc là đà, tùy theo các bạn cũng sử dụng dạng lịch sự hay là dạng thông thường, いいですか? Hay. Và cái ý nghĩa của nó là gì đấy ạ? Là nhìn có vẻ như hay là trông có vẻ như sắp một cái gì đó, いいですか? Nhìn có vẻ như hoặc là gì ạ? Trông có vẻ như là gì ạ? Sắp một cái gì đó, đúng không ạ? Mọi người lưu ý là gì ạ? Bài số 43 của chúng ta ngày hôm nay là cách sử dụng cái mắt của chúng ta để cảm nhận, để phán đoán một cái sự việc gì đó sắp xảy ra, いいですか? Nhớ là bài 43 là gì ạ? Bằng mắt, còn bài 47 của chúng ta sẽ là bằng tai. Ngày hôm nay sẽ bằng mắt. Tất cả những cái gì các bạn nhìn thấy thì các bạn sẽ phỏng đoán nó hay là gì ạ? Miêu tả nó bằng cách là gì đấy ạ? À, bằng そうです. いいですか? そうです hoặc そうだ. Ok, いいですか? 皆さん? Hãy. Tiếp tục là gì đấy ạ? Cách sử dụng của chúng rất đơn giản rồi, đúng không ạ? Dùng để diễn đạt một cái tình trạng hay là cái trạng thái đang hiện hữu bên ngoài. いいですか? Hãy. Hay, nó nói lên một cái gì đấy ạ? Nói lên một cái ấn tượng hay là có từ một cái hiện tượng mà mình nhìn thấy tận mắt, đúng không ạ? Nói lên một cái ấn tượng bằng cách là mình nhìn thấy tận mắt, mình phán đoán, không ạ? Và giải thích hoặc là gì ạ? Giải thích cho một cái gì ạ? Tình trạng của sự vật, sự việc ngay trước khi nó xảy ra, đúng không ạ? À, để dùng để phán đoán hay là giải thích một cái gì ạ? À, tình trạng sự vật, sự việc ngay trước khi nó xảy ra. Và mọi người lưu ý là gì đấy ạ? Thường đi với những cái gì ạ? Những cái từ như là gì đấy ạ? Imanimo là gì ạ? Là imanimo của chúng ta có nghĩa là sắp, đúng không ạ? Sắp sửa đến nơi rồi một cái gì đó, được không ạ? Còn mosugu ở bài cũ trong giáo trình Minna 1 đó chính là gì ạ? Sắp sửa, いいですか? Còn korekara là gì đấy ạ? Korekara là sắp sửa hay là gì ạ? Chuẩn bị hay là từ bây giờ thì sẽ bắt đầu diễn ra một cái gì đó, ta dùng với cả korekara, được không ạ? Ví dụ đầu tiên là gì đây? Các bạn nhìn một bầu trời như này, đúng không ạ? Bầu trời rất là nhiều mây đen, đúng không? Và đương nhiên rồi, khi nhìn thấy bầu trời như này thì chúng ta phải thám thắc một câu là gì đấy ạ? À, trời sắp mưa rồi, đúng không ạ? Mây đen ùn ùn kéo đến, đúng không? Thì chúng ta có một cái câu là có mây đen hay là có mây mù hay là mây âm u ấy, thì có một cái từ đó là từ kumorimasu, đúng không ạ? Vậy thì kumotteimasu ne, đúng không ạ? Kumotteimasu ne, đúng không ạ? Kumotteimasu ne. Mosugu ame ga furi sou desu, được không ạ? Kumotteimasu ne có nghĩa là gì đấy ạ? Là à, trời hôm nay nhiều mây nhỉ, tự nhiên trời nhiều mây đen quá, đúng không ạ? Và gì đấy ạ? Mosugu là sắp sửa, ame ga furimasu, vậy thì furimasu của chúng ta là chúng ta bỏ masu đi cộng với sou, ta hiểu furi sou desu. いいですか? Hãy. Kumotteimasu ne, ame ga furi sou desu ne. Ôi, bầu trời nhiều mây nhỉ, nhiều mây đen nhỉ, hay là trời âm u nhỉ, đúng không ạ? À, sắp có mưa rồi, đúng không ạ? Ví dụ số 2 là gì đấy ạ? Các bạn nhìn thấy một cái hành lý ở trên giá để hành lý trên tàu điện hay là máy bay hay tất cả những cái chỗ gọi là giá để hành lý thì nó sắp rơi, đúng không ạ? Nó sắp rơi. Và chúng ta có một câu là gì? Đồ trên giá để sắp rơi rồi, nhìn nguy hiểm quá, đúng không ạ? À, chúng ta có một cái từ là từ giá lưới để hành lý hay là cái giá lưới trên tàu xe ấy, thì có một cái từ là gì đấy ạ? À, amidana, đúng không ạ? Amidana. Chúng ta có là gì đấy ạ? Imanimo amidana no nimotsu ga ochisou desu. Imanimo amidana no nimotsu ga ochimasu. Vậy thì ochimasu là động từ mát sự, các bạn bỏ mát sự đi và chuyển thành ochisou desu, được không ạ? Ochimasu là rơi, là rụng, được không ạ? Đấy. À, và abunai desu ne. Ôi, nhìn trông nguy hiểm quá. Chúng ta có một câu là gì đây? Abunai desu ne, nguy hiểm thế, đúng không ạ? Nguy hiểm nhỉ, đúng không ạ?
Hãy ima ni mo amida na no nimotsu ga ochiso desu ne. Abunai desu ne. Ok, dạ, oshiemashou. Cùng nhau đi chỉ cho họ thôi. Oshiemashou, đúng không ạ? Tutemo abunai desu ka? Sugu oshiemashou, ii desu ka? Ok, chúng ta tiếp tục sang một cái ví dụ nữa là gì đấy ạ? Nhìn đồng hồ và nhìn giờ, đúng không ạ? Thấy là gì đấy ạ? À, muộn mất rồi. Bây giờ có một cái ví dụ là gì đấy ạ? À, sắp trễ giờ hẹn rồi, phải khẩn trương lên thôi, đúng không ạ? Sắp trễ giờ hẹn rồi, phải khẩn trương lên thôi, đúng không? Tức là có một cuộc hẹn với bạn bè, đúng không ạ? Nhìn đồng hồ, tôi chết rồi, sắp muộn đến nơi rồi, đúng không ạ? Phải khẩn trương lên thôi. Chúng ta có gì ạ? Trễ giờ, trễ cuộc hẹn là gì ạ? Jikan ni okuremasu, đúng không ạ? Hay là gì ạ? À, thời gian cuộc họp là gì ạ? À, kai no jikan ni okuremasu, đúng không ạ? Vậy thì sắp giờ, trễ giờ hẹn thì là gì ạ? Yakusoku, đúng không ạ? Ta có yakusoku no jikan ni okuremasu thành okureso desu kara isogimashou. Isogimasu là khẩn trương, vội vàng, khẩn trương lên, nhanh chóng lên, đúng không ạ? Ta có là gì đấy ạ? À, yakusoku no jikan ni okureso desu kara isogimashou ii desu ka? Hay. Tiếp theo một ví dụ nữa là gì ạ? Có một chiếc ghế, đúng không ạ? Một chiếc ghế ở đây nhìn trông rất là yếu và có một cái vết nứt ở đây là gì? Hay là vết này là vết sắp gãy, đúng không ạ? Trông cái ghế này sắp gãy đến nơi rồi, đúng không ạ? À, chiếc ghế này sắp gãy đến nơi rồi, nhìn trông có vẻ là gì ạ? Sắp gãy rồi, cho nên đừng có ngồi vào, ông lại ngã, đúng không ạ? Đúng không ạ? Ta có chiếc ghế này sắp gãy rồi và con ta có động từ gãy là gì? Oremas, đúng không ạ? Oremas. Và chúng ta có ghế là isu, ii desu ka? Và có câu là gì đấy ạ? Kono isu wa oresou desu kara suwaranai de kudasai. Kono isu wa oresou desu kara oremasu tatte tai oresou desu kara ya suwaranai de kudasai. Suwaranai de kudasai ii desu ka? Hay, cái ghế này, đúng không ạ? Cái ghế này thì sắp gãy rồi, cho nên là xin hãy đừng ngồi, xin đừng ngồi. À, xin đừng ngồi xuống, đúng không ạ? Không lại gãy và ngã, đúng không? Ok. Tiếp theo một động từ nữa là gì đấy ạ? À, hành lý. Mọi người nhé, nhìn nhé, đây là hành lý trên xe ô tô sắp rơi đến nơi rồi, đúng không ạ? Hành lý trên xe sắp rơi đến nơi rồi, đúng không? Ta có là gì đấy ạ? À, hành lý là nimotsu, hành lý là nimotsu, đúng không ạ? Và rơi là ochimasu, cũng giống như vừa nãy, đúng không? Thì ta có là gì đấy? Ê, ima ni mo là một cái dấu hiệu cho vấn đề liên quan đến sô, đúng không ạ? Cho nên khi mọi người đi làm bài kiểm tra ngữ pháp, khi các bạn thấy có một cái dấu hiệu ở đây là có chữ ima ni mo thì chắc chắn động từ ở phía sau sẽ dùng ở dạng vemasu, bỏ masu cộng sô. Ii desu ka? Thể hiện là một cái gì đấy ạ? Phán đoán, trông có vẻ như sắp một cái gì đó. Ii desu ka? Và ở đây ta có là gì đấy ạ? Ima ni mo nimotsu ga ochisou desu ne. Oshiemashou. Ima ni mo nimotsu ga ochisou desu ne. Oshiemashou. À, hành lý là gì ạ? Bây giờ là sắp rơi đến nơi rồi, đúng không ạ? Hình hành lý có vẻ như là gì ạ? Sắp rơi đến nơi rồi, đang chập chững ở chỗ này rồi, đúng không ạ? Và hãy chỉ cho họ thôi, chỉ cho họ biết để họ ra, họ nhấc nó lên, đúng không? Không lại rơi, lại vỡ hàng, đúng không? Thì ta có là gì đấy ạ? Ima ni mo nimotsu ga ochisou desu kara. So desu ne. Oshiemashou. Oshiemashou. Ii desu ka? Hãy. Trên đây là một số những cái ví dụ liên quan tới động từ khi được chuyển về thể ở dạng sô thì ta chỉ việc bỏ mắt sự cộng với sô. Ii desu ka? Rất đơn giản, đúng không ạ? Để thể hiện là gì ạ? Một cái gì đó trông có vẻ như, hay là nhìn có vẻ như là gì ạ? Sắp cái gì đó đến nơi rồi. Ii desu ka? Và tiếp theo chúng ta sang cấu trúc pháp số 2, đó chính là gì ạ? Ở dạng tính từ. Ii desu ka? Hãy. Rồi, tiếp tục chúng ta chuyển sang cấu trúc ngữ pháp số 2 trong bài số 43 ngày hôm nay, đó chính là gì đấy ạ? Dạng so ở dạng tính từ. Ii desu ka? Ta có tính từ đuôi y và tính từ đuôi na. Với đuôi y các bạn cũng chỉ việc gì ạ? Bỏ y đi, các bạn lưu ý. Tính từ đuôi y các bạn bỏ y đi, đuôi na các bạn cũng bỏ na đi, và cộng với cả so và cộng với cái desu hoặc là da. Ii desu ka? Lịch sự các bạn để desu, hoặc là thông thường các bạn để đà, được không ạ? Và mọi người lưu ý là gì ạ? Đôi y các bạn bỏ y đi, đôi na các bạn bỏ na, cộng so và cộng với đề sự hoặc là đà. Với ý nghĩa là gì ạ? Nhìn có vẻ như, trông có vẻ như, được không ạ? Và đương nhiên rồi thì trong cái dạng cấu trúc với tính từ này thì mọi người sẽ không sử dụng kèm theo những cái từ như là gì đấy ạ? Y mạ lý mộ này, hay là gì đấy ạ? À, mốt sư gự, hay là gì ạ? À, kore kara. Cái đó chỉ dùng với động từ, mọi người lưu ý, vì nó nghĩa là sắp.
Đối với tính từ mà không dùng điều đó được không ạ? Các bạn chỉ dùng câu như bình thường, sau đó là bỏ y cộng với so, hoặc là gì ạ? Na bỏ na cộng so cộng với biệt sự hoặc là đà, được không ạ? Rất đơn giản nhé. Và cách dùng là gì ạ? Dùng để diễn đạt những cái phán đoán, mọi người lưu ý, dùng để diễn đạt những cái phán đoán, suy xét một cách trực tiếp, thấy sự vật, sự việc nào đó bằng mắt của mình, được không ạ? Khi các bạn nhìn vào một cái đồ ăn ngon, các bạn cũng khen là trông có vẻ ngon, đúng không ạ? Nhìn vào gì ạ? Một người rất là buồn và chắc là trông anh ta trông có vẻ buồn, đúng không ạ? Thì kia đó là mình nhìn bằng mắt của mình, những cái hiện tượng, sự vật, sự việc mình phán đoán, idescat, mình nói, được không ạ? Lưu ý là gì đấy ạ? À, đối với, đặc biệt lưu ý mọi người lưu ý nhé, phải nhớ nhé, là gì ạ? Lưu ý đầu tiên là gì ạ? Đối với tính từ là tính từ y. Cái tính từ y ạ, chỉ tính từ này thôi, đúng không ạ? Thì mọi người nhớ là khi chuyển thể thì đương nhiên rồi y sẽ chuyển thành yoi, đúng không ạ? Và đặc biệt hơn là gì ạ? Từ yoi các bạn bỏ y đi cộng với cả saso và cộng với desu hoặc là đà bình thường, ideska. Nhớ hộ sensei là gì ạ? Tính từ là tính từ y các bạn chuyển thành yoi và từ yoi các bạn bỏ y cộng saso, ideska. Ví dụ an sang wa atama ga yosaso dashi majime so desu ne, đúng không ạ? An sang wa atama ga i, atama ga yoi và từ yoi thành yosaso dashi, đúng không ạ? Dashi là cấu trúc ngữ pháp của bài số 28 29 thì đó, đúng không ạ? Đấy. Và majime các bạn cũng bỏ na na đi cộng với cả so, majime so desu ne. Ok, desu ka? Bạn An thì là một người trông có vẻ như rất là thông minh và gì ạ? À, chăm chỉ, đúng không ạ? Ok. Ta có cái dạng lưu ý thứ hai, mọi người cũng phải nhớ sensei, đó chính là gì đấy ạ? Đối với dạng phủ định thông thường ở dạng nai, mọi người lưu ý nhé. Dạng phủ định thông thường chính là ở dạng nai và từ nai các bạn cũng bỏ y đi cộng với cả sa so và được na sa so, desu ka? Ví dụ như là gì ạ? Tsumaranai thành tsumarana sa so hay là gì đấy ạ? Nai không có đấy, không có đỡ động từ, đúng không ạ? Nai là nasaso, đúng không ạ? Đúng không ạ? Đó. Và một cái ví dụ như sau là gì đấy ạ? Atarashi bucho wa cái vị gì ạ? Vị trưởng phòng mới. Atarashi bucho wa fuku no sensu ga nai là gì ạ? Là người không có gu về thời trang, đúng không? Fuku no sensu là gu về thời trang, có hay không có là gì ạ? Aru hoặc là nai, được không ạ? Thì fuku no sensu ga nai, ta bỏ y đi cộng với cả saso ta được dần gì đây? Fuku no sensu ga na saso desu ne. À, cái ông trưởng phòng mới, ông ấy không có gu về thời trang, ăn mặc rất là xuề xòa, đúng không ạ? Rất là đơn giản. Đấy, desu ka? Hãy chúng ta cụ thể đi vào một số những cái ví dụ khác như sau. Đầu tiên là nhìn các người này, chị này, ví dụ chị Lan thì đúng không ạ? Nhìn chị Lan có vẻ đang rất là bận rộn. À, cùng giúp chị ấy làm hay là cùng giúp cô ấy nào, đúng không ạ? Nhìn cô Lan làm sao đây ạ? Có vẻ rất là bận rộn, rất là nhiều công việc, đúng không? Mình nhìn thấy điều đó, đúng không ạ? Và mình bảo là gì đấy ạ? À, cùng giúp cô ấy thôi, cùng giúp cô ấy nào, đúng không ạ? Ta có là gì đây? Lan san wa isogashi so desu ne. Tetsudaimashou, đúng không ạ? Lan san wa isogashi. Bạn Lan bận rộn, đúng không ạ? Tính từ isogashi các bạn bỏ y cộng với cả so desu ne. Lan san wa isogashi so desu ne. Tetsudaimashou. Tetsudaimashou ii desu ka? À, cùng giúp chị ý thôi, được không ạ? Rất đơn giản. Isogashi so desu ne. Ok. Tiếp tục, một cái ví dụ nữa là gì đấy ạ? Nhìn một cái bánh kem. Cái bánh kem này khi nhìn vào các bạn cảm thấy rất là ngon, đúng không? À, ngon, đúng không ạ? Ta nói là gì đấy ạ? À, oishiso, đúng không ạ? Chúng ta có câu như sau, là gì đấy ạ? À, chiếc bánh kem này, né? Chiếc bánh kem này nhìn có vẻ ngon nhỉ? Đúng không ạ? Chiếc bánh kem này nhìn có vẻ ngon thì ăn thôi, đúng không ạ? Ta có là gì? Ngon là oishi. Oishi là oishiso desu ka? Kono keiki wa oishiso desu ne. Kono keiki wa oishiso desu ne. Tabemashou. Kono keiki wa oishiso desu ne. Tabemashou desu ka? Ôi, cái bánh kem này nhìn có vẻ ngon nhỉ? Ăn thôi desu ka? Hãy tiếp tục. Chúng ta có là gì đấy? À, một cái hình ảnh rất là nóng. Nhìn anh nhìn anh ta rất là nóng, đúng không ạ? Nhìn thấy anh ta rất là nóng và nó phán đoán là gì đấy ạ? À, nhìn anh ta có vẻ nóng nhỉ? Có vẻ nóng nhỉ? Đúng không ạ? Để tôi mở cửa giúp cho nhé. Đúng không ạ? Ôi, nhìn anh ấy có vẻ nóng nhỉ? À, để tôi mở cửa sổ. Mở cửa sổ giúp cho nhé. Ii desu ka? Ta có câu là gì đấy ạ? Atsu so desu ne. Atsu so desu ne. Mado wo akemashou ka? Ii desu ka? Atsu so desu ne.
Mado wo akemashou ka? Atsu sou desu ne. Mado wo akemashou ka? Là gì đấy ạ? Ôi nhìn cậu trông có vẻ gì ạ? Nhìn cậu trông có vẻ nóng nhỉ? Nhìn cậu trông có vẻ nóng nhỉ? Đúng không ạ? À, để tớ mở cửa sổ giúp cho nhé. Idesu ka? Ví dụ tiếp theo đó chính là gì đấy ạ? À, một người đang đọc những cuốn sách rất là nhàm chán, có vẻ như rất là buồn chán đúng không ạ? Còn lý do vì sao đấy? À, cuốn sách này do có nhiều từ vựng khó. Cuốn sách này do có nhiều từ vựng khó nên là trông gì ạ? Có vẻ nhàm chán, đúng không ạ? Cuốn sách này nhìn toàn những cái từ vựng khó đúng không ạ? Tôi cảm giác là gì đấy? Trông có vẻ rất là nhàm chán. Ta có câu là gì đây? Kono hon wa, kono hon wa muzukashii kotoba ga okute tsumaranasasou desu ne. Đây ạ, tsumaranai, nai đúng không ạ? Tsumaranai. Chúng ta có tsumaranai chuyển thành tsumaranasasou desu ne. Được không ạ? Có một cái dấu hiệu là chữ này đúng không ạ? Chữ này các bạn bỏ y đi cộng với cả sasou desu ne. Kono hon wa muzukashii kotoba ga okute tsumaranasasou desu ne. À, cuốn sách này có nhiều những cái từ vựng khó cho nên là gì đấy ạ? Cảm thấy rất là nhàm chán, có vẻ trông có vẻ như là gì ạ? Nhàm chán. Idesu ka? Tiếp tục. À, cậu này cậu ấy không có bạn bè gì hết. Trông anh ta có vẻ rất là gì ạ? Buồn đúng không ạ? Trông anh ta có vẻ rất là buồn đúng không ạ? Ta có câu là gì ạ? Người kia không có bạn bè nhìn có vẻ như là gì ạ? Rất là buồn bã. Cái người kia không có bạn bè cho nên nhìn có vẻ rất là gì ạ? Buồn bã. Ta có câu là gì đấy ạ? Ano hito wa tomodachi ga inakute inakute sabishi sou desu ne. Sabishi là buồn bã đúng không ạ? Sabishi sou desu ne. Nhìn anh ta trông có vẻ anh ta rất là buồn đúng không ạ? Sabishi sou desu ne. Cái người kia vì là không có bạn bè nên là trông anh ta có vẻ rất là dễ buồn đúng không ạ? Ở trong cái phần tính từ này thì có những cái lưu ý quan trọng như sau. Đầu tiên là gì ạ? Không áp dụng cách nói này nhé. Không áp dụng cách nói này với những từ thể hiện trạng thái quá rõ ràng. Không áp dụng cái cách nói này với những cái từ gì ạ? Thể hiện trạng thái quá rõ ràng, nhìn thấy ngay bên ngoài đúng không ạ? Đương nhiên rồi đúng không ạ? Cái màu sắc bên ngoài nó như thế nào thì chúng ta cũng đã nhìn thấy rồi đúng không ạ? Chứ không có cái chuyện là trông có vẻ như được đúng không? Thì như là gì đấy ạ? Akai hay là kire hay là yume hay là kawaii đúng không ạ? Màu sắc xinh đẹp hay là gì đấy ạ? Nổi tiếng hoặc là gì đấy ạ? Đáng yêu đúng không ạ? Thì những cái này nó là cái sự thật hiển nhiên rồi đúng không ạ? Và những cái sự thật hiển nhiên rồi, không có phải cần để bạn phán đoán, không cần bạn phải phán đoán hay là gì ạ? À, nhận xét được không ạ? Với màu sắc, các bạn nhìn vào một quả táo màu đỏ thì nó sẽ là màu đỏ đúng không ạ? Còn nếu mà nó hơi màu khác thì chúng ta lại không áp dụng cấu trúc so mà hãy áp dụng cấu trúc mitai hoặc là poi ở những cái bài phía cao hơn một chút được không ạ? Đấy, thì hơi hơi vàng hay là hơi hơi đỏ hay là hơi hơi cái gì đó đúng không? Thì áp dụng cái dạng là gì ạ? Mitai poi ở bài cao hơn được không ạ? Nhưng với so không áp dụng với so phán đoán. Đã đỏ là đỏ, đã màu này là màu này, không có chuyện là phán đoán. Idesu ka? Có phán đoán ấy thì phán đoán bên trong quả đấy nó có ngọt hay không, hay là gì nó có ngon hay không, hay là có màu gì hay không, được không ạ? Hãy phán đoán những cái gì mà ta không có được gì ạ? Biết được đúng không ạ? Mà ta chỉ phán đoán bằng cái gì ạ? Những đặc điểm nhận dạng thôi, được không ạ? Thì đương nhiên là bây giờ một quả táo có màu đỏ thì nó sẽ là màu đỏ, đúng không? Còn đâu ta phán đoán ở bên trong của nó thì sẽ chuẩn hơn, được không ạ? Tiếp theo là về kire, xinh đẹp. Cái người kia trông có vẻ xinh đẹp, không ai nói như vậy, đúng không ạ? Người kia xinh đẹp nhỉ, đúng không ạ? Cái xinh đẹp của người ta là cái sự đương nhiên, là cái sự gì ạ? Rõ ràng rồi, không cần bạn phải là gì ạ? Phán đoán, được không ạ? Đấy. Và cái thứ hai, ba nữa là gì ạ? Từ yume cũng tương tự như vậy. Yume là nổi tiếng, là cái sự đương nhiên hiện hữu rồi, đúng không? Nổi tiếng rồi. Do vậy là gì ạ? Cũng không dùng để có vẻ nổi tiếng, được không ạ? Và cuối cùng là gì ạ? Một số những cái từ như là kawaii, là đáng yêu, đúng không ạ? Nhìn trông có vẻ đáng yêu, đúng không ạ? Thì là đáng yêu thôi, chứ làm gì còn cần phải phán đoán. À, trông có vẻ đáng yêu, chẳng hạn như là nghe giọng thấy có vẻ đáng yêu đấy, thì cái này mọi người sẽ phải học bài cuốn 7 là về tai nghe. Còn mắt thấy là thấy cái gì nói đấy, đúng không? Không cần phải gì ạ? Trông có vẻ đáng yêu. Chẳng lẽ bây giờ mình lại không nhận dạng được, hay là mình lại không gì ạ? Nhận xét được trực tiếp người ta có đáng yêu hay không, cần bằng gì phải phán đoán, đúng không ạ? Ok. Ví dụ cụ thể như sau là gì đấy ạ? Kono dingo wa akasou desu ne. Kono dingo wa akasou desu ne. Cái quả táo này trông có vẻ đỏ. Không đúng, đúng không ạ? Không đúng. Bởi vì bản thân nó là quả táo, nó là vỏ màu đỏ rồi, cho nên là chúng ta nhìn thấy một là màu đỏ, hai là màu khác, không có chuyện là trông có vẻ như. Idesu ka? Cái chính xác hơn thì mọi người hãy chú ý như sau là gì ạ? Kono suika wa akasou desu ne. Đây ạ, quả dưa hấu này trông có vẻ đỏ. Ý muốn nói là gì đấy ạ?
phán đoán bên trong ruột của quả dưa hấu có vẻ đỏ. Nhìn bằng cách là gì? À, màu xanh rất đậm, và cái thứ hai là gõ gõ thấy rất là gì ạ? À, đanh đúng không ạ? Và cái cuống của nó nhìn rất là héo đúng không ạ? Thì chúng ta phán đoán là gì đấy ạ? À, quả dưa này bên trong lòng đỏ, cùi mỏng đúng không ạ? Thì ta dùng cái này thì chính xác, rất chính xác đúng không ạ? Đó là bạn phán đoán bên trong của nó. Idescap. Đấy. Rồi tiếp tục, chúng ta sang một cái lưu ý số 2, đó chính là gì đấy ạ? Đối với việc miêu tả tình cảm, cảm giác của người khác thì ta dùng show, tức là gì ạ? Dùng show để miêu tả một cái tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người khác, chứ không dùng để cho mình, các bạn lưu ý nhé. Chỉ dùng để miêu tả cái tình cảm, cảm xúc, cảm giác của người khác mà thôi. Ví dụ như là gì đấy ạ? Urenshi là gì ạ? Vui sướng, vui mừng đúng không? Sabishi là gì ạ? Buồn bã đúng không ạ? Và kanashi là sự buồn đau đúng không? Itai là gì ạ? Đau, đau, bị đau đúng không ạ? Kibun ga warui là gì ạ? Kibun ga warui là gì đây? Là cảm giác, là cái sức khỏe, tình trạng sức khỏe xấu đúng không ạ? Hay là kibun gai là cái khí trong người đấy ạ? Cái tình trạng sức khỏe trong người của chúng ta cảm thấy là gì ạ? Tốt đúng không ạ? Và nhớ hộ sensei một điều là gì đấy? Chỉ sử dụng để nói về cái tâm tư, tình cảm, cảm xúc, cảm giác của người khác và không dành nó cho mình. Và đương nhiên rồi đúng không ạ? Cảm xúc, cảm giác của mình như thế nào thì mình biết cần gì phải hình như hay là có vẻ như hay là trông như hay là cảm giác đúng không ạ? Mình buồn là mình buồn, mình đau là mình đau chứ đúng không ạ? Ví dụ là gì đây? Anata ạ? Bạn thì làm sao đấy ạ? Urenshiso đúng không ạ? Bạn trông có vẻ là vui mừng nhỉ? Có chuyện gì vui vậy đúng không ạ? Hay là gì ạ? Sabishiso desu ne. Nhìn bạn có vẻ là buồn nhỉ? Có chuyện gì vậy đúng không ạ? Hay là gì ạ? Itasu desu ne. Nhìn bạn có vẻ là gì ạ? Có vẻ đau nhỉ? Bạn đau chỗ nào à? Đúng không? Rồi. Cái ví dụ thứ hai là cái dùng không dùng là watashi wa, một cái tính từ đi với so là nhớ nhá. Tức là gì ạ? Bản thân ta là người cảm giác, cảm xúc, đặt thân mình là người cảm biết, cảm nhận được rồi thì không cần phải dùng so. Idesuka. Và mọi người lưu ý cái cuối cùng là gì đấy ạ? Cái mẫu câu này không áp dụng cho gì ạ? Cho danh từ, chỉ dùng cho động từ, tính từ đuôi y, tính từ đuôi na mà thôi. Còn lại không áp dụng cho danh từ. Idesuka. Nhớ nhé, không áp dụng cho danh từ. Idesuka. Rồi, chúng ta sang một cái lưu ý tiếp theo là cái phân biệt giữa desho và so desu. Phân biệt giữa desho và so desu. Vậy thì desho là gì và so desu là gì? Desho bài số 18 trong seminar sơ cấp 1 chúng ta đã học rồi. Desho có nghĩa là gì ạ? Có lẽ là cũng là dựa vào những cái thông tin có được đúng không ạ? Còn so desu ngày hôm nay là dựa vào những cái gì mình nhìn thấy được đúng không? Rất là rõ ràng đúng không ạ? Đây ạ. Desho là dùng để biểu thị một cái suy đoán của người nói căn cứ vào một số cái thông tin nào đó đã có được, đã biết được để đoán. Ví dụ như là gì ạ? À, hàng ngày anh thấy cậu này cậu rất chăm chỉ học tập thì anh đoán rằng là gì? À, cái kỳ thi này cậu sẽ đỗ. Dựa vào không chỉ bằng mắt mà còn bằng cái sự cảm nhận, bằng cái sự nhìn qua trong một thời gian cố gắng, bằng những cái thông tin có sẵn thì mới sử dụng desho. Còn riêng với show ngày hôm nay thì nó lại khác đúng không ạ? Ví dụ là gì đấy ạ? À, ví dụ desho là gì đây? Konban ame ga furu desho. Tối nay có lẽ trời sẽ mưa. Dựa vào những vấn đề gì đấy ạ? Dựa vào vấn đề là nghe thông tin dự báo thời tiết đúng không ạ? Hay là nhìn thấy tối hôm qua, tối hôm nay là nhìn thấy gì ạ? À, hay là hôm tối hôm trước ấy, nhìn thấy rất là nhiều sao đúng không? Thì hôm nay mình nghĩ tối nay sẽ là mưa đúng không ạ? Hay là gì ạ? Lúc chiều thì cơn dông kéo đến đúng không ạ? Đấy, tức là dựa vào rất nhiều thông tin rồi áp dụng cấu trúc ngữ pháp desho. Và khả năng xảy ra của desho cũng rất là cao, nó chiếm đến 70% đúng không ạ? Đấy. Và cái thứ tiếp theo là gì ạ? Là cái so desho đương nhiên rất rõ ràng rồi. Những cái gì bạn nhìn bằng mắt, bạn phán đoán ngay bằng so. Mây mưa, à mây đen kéo đến, áp dụng luôn. À thì akakumotemasune. Ame ga furisou desu. Đúng không ạ? Đấy, rất là rõ ràng đúng không? Nhìn thấy một bánh rất là ngon, nhìn cái bánh rất là đẹp mắt, chắc là ngon đây, đúng không ạ? Oshisou desu ne. Nhìn cậu kia cậu cau mày cau mặt, à chắc là cậu ăn đau. Itasou desu ne. Idesuka. Những cái gì mình cảm nhận bằng mắt của mình nhìn thấy, mình sẽ phán đoán bằng cách sử dụng so. Idesuka. Hay đó là cái rất là rõ ràng đúng không ạ? Ví dụ là gì đấy ạ? Konban ame ga. À, konban ame ga cũng là hai ví dụ giống nhau. Là gì đấy ạ? Konban ame ga furisou desu ne. Có nghĩa là gì đấy ạ? Tối nay trời có lẽ sẽ mưa, mây đang kéo đến ùn ùn. Ta dùng luôn cấu trúc ngữ pháp so desu. Idesuka. Chúng ta tất cả cảm nhận bằng mắt của chúng ta nhìn được. Idesuka minasan. Rồi, trên đây là tất cả những cái liên quan tới so. Từ phần động từ bỏ mắt sự thêm so, tính từ đuôi y các bạn bỏ y thêm so,
Đôi na các bạn bỏ na thêm số, tất cả cũng chỉ để là sự phán đoán trông có vẻ như, nhìn có vẻ như cái gì đó. Đối với động từ nghĩa là sắp một cái gì đó, còn tính từ là nhìn có vẻ như, trông có vẻ như, sự phán đoán bên trong tính chất của sự vật sự việc. Ideska. Rồi, tiếp theo tôi chuyển sang cái cấu trúc cư pháp số 3 trong ngày hôm nay. Cấu trúc cư pháp số 3 của chúng ta ngày hôm nay chính là vetekimasu. Ideska, vetekimasu. Động từ các bạn chuyển về thể T rồi cộng với kimasu. Kimasu ở đây chính là gì? Động từ kimasu đến. Âm há là chữ lai, kimasu đến, đúng không ạ? Vậy thì vetekimasu có nghĩa là gì đấy ạ? Di chuyển đi làm một cái gì đó rồi lại quay trở lại cái vị trí ban đầu của nó. Cách sử dụng của chúng là gì ạ? Dùng để biểu thị một cái hành động, đi đâu đó để làm một hành động gì rồi sau đó lại quay trở lại cái vị trí ban đầu mình vừa đứng, đúng không ạ? Thì ta sử dụng cấu trúc ngữ pháp là vetekimasu. Ideska. Chú ý là gì ạ? Cái mẫu câu này sẽ bao gồm 3 hành động, mọi người lưu nhé, 3 hành động. Hành động đầu tiên là hành động tiến hành đi đến cái địa điểm đó, đúng không ạ? Tiến hành đi. Hành động thứ hai là làm ở đó cái hành động gì, làm ở đó cái hành động gì. Và cái hành động thứ ba là hành động quay trở lại cái vị trí ban đầu, tức là tổng có 3 hành động. Ideska. Ví dụ, tôi đi gọi điện chút rồi tôi lại quay trở về. Tôi đi gọi điện thoại một chút rồi tôi lại quay trở về. Ideska. Ta có điện chút tổ đen wa o kakete kimasu. Động từ đen wa o kakemasu. Kakemasu được chuyển về thể T và cộng với cả kimasu. Kakete kimasu. Chút tổ đen wa o kakete kimasu. Tôi đi gọi điện thoại một chút rồi tôi lại gì ạ? Quay trở về. Ideska. Ta có là gì đấy ạ? À, đầu tiên là hành động đi. Hành động đi trước, đúng không ạ? Hành động đi chính là hành động số 1, được không ạ? Tiếp theo là hành động gọi điện thoại và chính là hành động số 2. Và hành động quay trở về là hành động số 3. Ideska, bao gồm 3 hành động, được không ạ? Chút tổ đen wa o kakete kimasu. Tiếp theo là gì ạ? Tôi đi xem cái giờ chạy của xe buýt rồi tôi lại quay trở về. Tức là tôi đi ra đằng kia tôi xem một chút cái giờ chạy của xe buýt ngày hôm nay, đúng không ạ? Ta có basu no jikan o mite kimasu. Basu no jikan o mite kimasu. À, tôi đi xem cái gì ạ? Bảng giờ tàu, bảng giờ chạy của xe buýt rồi tôi lại gì ạ? Quay trở về. Tất cả những cái chỗ biển điểm dừng xe buýt thì đều có cái lịch trình của xe buýt đến và đi rất là rõ ràng, đúng không ạ? Ở đó thì biểu thị rất là rõ, cho nên là chúng ta không bao giờ bị nhầm hay là bị chậm hay là bị lỡ xe. Lỡ thì nhìn trên bảng mà không có là không có, còn có thì chắc chắn sẽ có. Ideska. Rồi, thì ví dụ tiếp theo là gì ạ? Tôi đi vệ sinh chút rồi tôi lại quay lại. Tôi đi vệ sinh một chút rồi tôi lại quay trở lại, đúng không ạ? Ta có là gì đấy ạ? Chút tổ thôi để itte kimasu. Chút tổ thôi để itte kimasu. Tôi đi vệ sinh một chút rồi tôi lại quay trở vị trí ban đầu. Ideska. Cái này thì áp dụng trong trường hợp các bạn làm trong công sở. Các bạn muốn xin cái ông sếp của mình hay là ông tổ trưởng của mình là sumimasen chút tổ thôi để itte kimasu, đúng không ạ? À, cho em đi ra ngoài em vệ sinh một chút rồi em lại quay trở lại, được không ạ? Tiếp tục. À, tôi đi mua cái lon bia. Tôi đi mua lon bia một chút rồi tôi sẽ quay trở về, đúng không ạ? Tôi đi mua bia. Tôi đi mua bia một chút rồi tôi lại quay trở về. Ideska. Biru o katte kimasu. Biru o katte kimasu. Biru là bia, đúng không ạ? Biru o kaimasu. Katte kimasu. Biru o katte kimasu. À, tôi đi mua bia một chút rồi sau đó tôi lại quay trở về. Trên đây là một số những cái ví dụ của cấu trúc ngữ pháp số 3 áp dụng với dạng vetekimasu, là đi tới một địa điểm để thực hiện một hành động rồi sau đó lại quay trở về vị trí ban đầu. Ideska minasan. Cái bài ngày hôm nay của chúng ta thì trải qua 3 cấu trúc ngữ pháp chính, thực ra là chỉ có 2 cấu trúc ngữ pháp thôi, nhưng sẽ tách nó ra từ động từ và tính từ thành 3 cấu trúc ngữ pháp. Đầu tiên chính là gì ạ? Động từ dạng masu, các bạn bỏ masu đi cộng so, thể hiện là gì ạ? Nhìn trông có vẻ như cái gì đó sắp xảy ra. Ideska. Cái cấu trúc số 2 đó chính là gì đấy ạ? Là tính từ đuôi y, các bạn bỏ y đi cộng với so. Tính từ đuôi na, các bạn cũng bỏ na đi cộng so. Với nghĩa là gì ạ? Nhìn trông có vẻ như, nhìn có vẻ như hay là gì ạ? À, trông có vẻ như một cái sự phán đoán bản chất bên trong của sự vật, sự việc. Ideska. Và cái cấu trúc cuối cùng trong bài ngày hôm nay đó chính là áp dụng cấu trúc vetekimasu, là thực hiện, là đi tới một địa điểm để thực hiện một hành động rồi sau đó là gì ạ? Lại quay trở về vị trí ban đầu để mình vừa đứng, được không ạ? Đó là 3 cấu trúc ngữ pháp của bài số 43 ngày hôm nay. Ideska minasan. Hai, owarimashita. ご視聴どうもありがとうございました。皆さん毎日練習してくださいね。Rồi, bài 43 của chúng ta ngày hôm nay đã kết thúc. Mọi người cố gắng là gì ạ? Áp dụng tất cả những cấu trúc ngữ pháp ngày hôm nay để làm bài tập. Và cái thứ hai là hãy luyện tập với nó, áp dụng ra cuộc sống bên ngoài khi mình giao tiếp với các bạn trong lớp. Ideska minasan. Hai, gambatte kudasai. Otsukaresama deshita. Bye bye.